Sao cầu lông lại thu hút nhiều người chơi đông đảo như vậy? Ngoài những cái pha đập cầu mạnh mẽ nè, những cái tình huống đánh cầu nhanh tốc độ ra, thì đặc biệt cầu lông còn có thêm rất là nhiều những cái pha chích shot xem mãn nhãn con mắt luôn. Thì video hôm nay Sĩ Phương sẽ đi phỏng vấn những cái thành viên của team Media Vinb xem coi là họ thích nhất cái pha chích shot nào và nhờ họ thực hiện luôn nhé. Bắt đầu thôi. Anh New Smoke, đâu là quả chích shot mà anh thích nhất trong cầu lông? Thích nhất hả? Đúng rồi. Nếu mà thích nhất thì anh sẽ có hai quả. Hai quả luôn. Một quả là đẩy cầu hai nhịp. Hiểu. Và một quả là kéo lưới. Kéo lưới. À, bây giờ nói sâu từng quả này, đầu tiên là cái đẩy cầu hai nhịp đi. Bây giờ đẩy cầu hai nhịp thì nó, bây giờ mình nói trên lý thuyết trước ha. Ừ. Đẩy cầu hai nhịp nó sẽ là cái động tác người ta sẽ tưởng mình kéo lưới nhưng không, mình đẩy. À. Đó. Làm người ta dạng như là bị lỡ một nhịp á. Lỡ một đà đúng không? Đó. Rồi còn cái thứ hai là về cái kéo lưới đúng không? Thì cái này hay trái tay. Trái tay và thuận tay đều kéo được. Khi mà mình kéo lưới xong thì người ta sẽ đứng trên lưới để người ta canh người ta chụp cầu mình. Thì không mình sẽ kéo lưới. Nhưng mà kéo lưới để người ta không nhận ra là mình kéo lưới. À ok anh, vậy là mình cũng đánh lừa người ta. Vậy đúng rồi. Là chính xác đúng không? Thôi nhưng mà vô chuyển là biết liền. Chị anh yêu làm được luôn hả? Trời, chiếc sót anh thích mà không lẽ anh làm không được ta? Vô. Dữ. Cái nữa được rồi. Đây, giáo sư Thảo, thì anh cho em hỏi đâu là cái quả chích sóc mà anh thích nhất? Chích socks. Tôi con người thực dụng, tôi không thích sóc gì chứ, đụng là quýnh. Đụng là quýnh hả? Ừ, chứ nhưng... tôi không thích chích sóc. Ủa nhưng mà tính là thấy trên clip anh chỉ quá trời quá đất mà. Content thôi. Vậy mốt các bạn thấy là anh Thảo trên sân mà quýnh chích sóc một cái là không được tính nha. Content thôi chứ tôi không biết chích sóc gì chứ á. Nè, cầm luôn đi. Đó. À, thực ra cái chính xác của tôi á là tôi rất là thích đánh trên lưới á mọi người. Khi mà đánh thì cảm thấy tôi rất là tự tin nên sướng lắm. Được không? Vô chỉ liền cho. Ok. À, ngon, giật này giật đi em biết nữa. Ôi, chính xác bình thường mà, cái giật bốn của mấy đó. Bình tĩnh, phải cho mọi người nhìn được đã. Con người thực dụng mà khi chính xác sẽ như thế nào. Ok. Kết hợp 1 và 2 ta sẽ có. Cầu lông nguy hiểm nhất là sự đơn giản đến hoàn hảo. Nên thành ra anh sẽ không thể nào màu mè mà giật móc ngoéo, móc háng, móc chân, móc đồ không có. À. Anh là một là chặn, hai là đẩy. Nhưng mà anh sẽ cố gắng làm sao cho hai động tác nó như một. À. Thành ra không ai biết được khi nào chặn, khi nào đẩy. À. Sẽ tạo sự bất ngờ và đó mới gọi là sự lợi hại của trick shot chứ không phải là lạm dụng. Ok. Đây, giới thiệu với các bạn một bạn KOL dự tuyển của team Vinb. Em tên gì anh quên ta? Dạ em tên là Nguyên. Nguyên, à dạ. Nhớ rồi, Nguyên. Anh thấy em đánh cầu cũng được á. Dạ. Thì đâu là quả chích shot mà em thích nhất? Dạ, thần tượng của em là Lindan. Ồ. Nên là em sẽ học cái chiêu mà vòng ra sau của Lindan. À, vòng ra sau của Lindan. Dạ. Một chiêu đó đẳng cấp á. Nhưng mà em biết làm không? Dạ, cũng sương sương anh. Sao? Bún bò. Giờ trên kênh mình nhiều người nói em là bún gà quá, anh đi đâu anh nghe bún bò cái gì đó tên hình bún gà Vinb đi. Bây giờ em hãy xóa bỏ cái lời nguyền đó cho anh, em làm một cái pha chích shot đẳng cấp cho anh, cho mọi người lé con mắt chơi. Một pha thôi hả? Em làm được nhiều pha lắm.
Thôi, cái động tác chích shot nào mà em thấy là em tự tin nhất á, là lúc nào cũng được á, cũng ngon lành á, mượt mà nha. Em con gái nhưng mà em thích mấy cái pha mạnh bạo giống như là mấy cái kiểu chích shot chèn qua húi em biết không? Chèn qua húi á. Chèn qua húi là gì? Em không dở lên, không dở lên, không dở lên. Ok. 24 hours later. Hai, tôi muốn tiền đình với cái chèn quả húi của nhỏ em gái luôn á. Cái đó gọi là chích shot đi trong quay các bạn. Mình làm cho coi nè. Để coi. Các bạn tin mình. Một lần ăn luôn. Ok chưa? Chưa hết, mình còn biết thêm cái pha chích shot kéo lưới này nữa, cũng hay lắm. Trời ghê chưa? Đó, cái pha này là kiểu như dạng là mình người ta tưởng là mình sẽ đẩy nhưng mà thật sự là mình sẽ hãm cái lực lại, mình kéo lưới xéo qua là ta đứng hình liền. Có thể là các thành viên của team Media VNB thực hiện nó chưa đẹp lắm nhưng mà đã có ý đồ rồi, đã có những cái pha đánh chích shot đó rồi. Thì mình đảm bảo sẽ làm hoài là nó sẽ thành cái thói quen và sẽ thực hiện tốt thôi. À vậy còn các bạn, đâu là cái pha chích shot các bạn thích nhất? Để lại comment phía bên dưới nha. Và nếu các bạn thấy video này hay, có ích thì nhớ để lại cho team Media VNB chúng mình một like, một đăng ký kênh luôn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.